Điều kiện chuyển từ đất vườn sang đất ở. Theo Điều 52 của Luật Đất đai, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất dựa trên căn cứ sau. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, người dân chỉ được phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu thửa đất đó thuộc khu vực có thể được chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt. Theo quy định, kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ được công bố công khai. Chuyển từ đất vườn sang đất ở có phải xin phép không? Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, nhóm đất nông nghiệp bao gồm đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. Và pháp luật hiện hành không quy định đất nào là đất vườn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất vườn, có thể thuộc loại đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Trong khi đó, theo Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Cụ thể, để chuyển sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân cần phải xin phép và phải được